Sò huyết chữa đau dạ dày và những sai lầm chết người Bạn đã từng nghe qua việc dùng xó huyết để chữa đau dạ dày chưa? Phương pháp này rất hiệu quả nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hủy hoại sức khỏe nếu bạn không dùng đúng cách Sò huyết là thực phẩm được biết đến chứa nhiều nguồn dinh dưỡng quý báu, chất đạm dồi dào Nhất là khoáng chất nhiều và ít mỡ là những yếu tố rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là dạ dày của bạn Tuy nhiên, sò lại sống ở vùng bùn lầy nên có rất nhiều vi sinh vật bám lên nó. Nếu không biết cách, sẽ gây ra những hậu quả không mong muốn khiến cho bệnh đau dạ dày của bạn nghiêm trọng hơn. Cùng xem cách chữa đau dạ dày bằng sò huyết đúng cách và hiệu quả nhé! Sò huyết chữa đau dạ dày, thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa mà bạn cần cẩn thận. Sò huyết có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng bổ huyết, kiện vị, chữa viêm loét dạ dày và tiêu hóa kém, thiếu máu. Tuy nhiên, sò sinh sống ở dưới bùn nên có nhiều vi khuẩn cũng như ký sinh trùng bám lấy nó. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là nhiễm các chất hóa học do môi trường sống nguy hiểm. Trong bản thân con sò có mang nhiều virus gây bệnh, thương hàn và viêm gan. Chưa kể đến có khuẩn E, coli và giun. Những vi khuẩn này sẽ gây nhiễm trùng hệ tiêu hóa, nếu luộc không kỹ sẽ gây ra những triệu chứng như đau bụng, kiết lỵ. Tuy nhiên, nếu biết cách sử dụng cũng như chữa trị theo những phương pháp đúng đắn thì sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời trong việc chữa đau dạ dày bằng sò huyết. Phương pháp dùng sò huyết chữa đau dạ dày đúng cách Sò huyết có tác dụng rất tốt trong việc chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày, trứng ợ chua, đầy hơi. Hãy cùng xem sò huyết chữa dạ dày như thế nào. Cách 1. Sử dụng thịt sò huyết. Chữa đau dạ dày. Cách làm này tương đối đơn giản. Bạn chỉ cần nướng sò trên bếp than cho đến khi sò mở miệng ra là được. Dùng thịt sò ngay khi nóng hoặc bạn cũng có thể sử dụng thịt sò đem phơi khô, sau đó sấy rồi tán mịn. Mỗi ngày bạn dùng từ 2 đến 4 gram, hòa với nước rồi uống. Sử dụng như vậy ngày 2 đến 3 lần. Cách 2. Dùng vỏ sò huyết chữa đau dạ dày. Có một phương pháp khác để bạn có thể chữa dứt bệnh đau dạ dày bằng sò huyết. Dùng vỏ sò huyết bạn có tin không? Bạn lấy vỏ sò huyết đi rửa sạch đập vụn, sau đó cho vào nồi đất, bịt kín lại. Nung đến khi nồi đất đỏ hồng, vỏ sò, được đem, để nguội, tán thành bột mịn. Kiên trì sử dụng bài thuốc trong 10 đến 15 ngày, bạn sẽ thấy kết quả mang lại cực kỳ hiệu quả. Phương pháp này chuyên trị chứng viêm loét và làm cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Tuy nhiên, khi sử dụng cách này thì mất rất nhiều công sức, cũng như nếu làm không đúng sẽ không mang lại hiệu quả. một số phương pháp chữa trị đau dạ dày khác. Chữa tình trạng cơ thể suy nhược, dùng thịt xó huyết và lá hẹ đem ninh nhừ sử dụng 2 lần một ngày. Đối với tình trạng ở chua, đầy bụng, bạn sử dụng 10g bột vỏ sò, cách làm hướng dẫn ở phía trên. Hòa chung với nước ấm và uống, dùng trước bữa ăn ngày 2 lần. Bài này chia sẻ công thức chữa đau dạ dày bằng xó huyết đúng cách cũng như những lưu ý khi sử dụng xó huyết để chữa đau dạ dày hãy lưu ý chúng trước khi lựa chọn phương pháp phù hợp chữa bệnh đau dạ dày của bạn nhé